Chung quy lại là em thích, có thích trai đẹp hay không? Thích được nhìn. Em đi ngoài đường nha, thằng trai đẹp là em cũng phải shit sai. Hoa thơm ai mà không ngắm. Đây. Nhưng mà để lấy em sẽ không bao giờ em lấy cái kiểu đấy. Không bao giờ lấy. Không. Khi mà em được lựa chọn thì em phải nói câu đấy. Khi em chưa có sự lựa chọn làm sao em có sự lựa chọn, chị hiểu không? Em đã có sự lựa chọn, em không phải một lần mà rất nhiều lần. Đâu? Năm nay chị đang thôi biết được. Năm nay 2 mấy rồi? 26 rồi. 10 26. Thằng kia chơi sao ạ? Thằng cái năm 27 là. Đơn ra.